xin cho cô cho biết quý danh được không ạ? Tên của cô đó. Lê Thị Lê. Dạ. À, thưa cô, cô có phải là chủ cái căn nhà này và hiện nay đang ở trong căn nhà này không ạ? Thì hai chồng ở nhà này. Vâng. Ừ. Như vậy là ở thì theo cái tiêu chuẩn nào thì được ở trong cái nhà này? Thì gia đình cách mạng. Yeah. Và hoạt động cách mạng. Dạ. Yeah. Rồi nó và đi cung cấp lương thực gì. Vâng. Nghe nói. Nhìn bà già thì năm nay bà cụ còn sống không ạ? Chết rồi. Dạ. Chết hôm nay 2 năm. Dạ. Như vậy là bà già chồng của cô đúng không? Dạ. Bà cụ tên gì ạ? Trương Thị Thìn. Bà Trương Thị Thìn. Dạ. Khi mà cô ở nhà này thì trước đó là nhà có người ở không hay là nó như thế nào ạ? Trước đó là nhà bỏ không, không có ai ở. Dạ. Xong nhà nước cho bà già cấp cho bà. Dạ. Yeah. Thì khi mà cô về đây thì cô có biết cái nhà này là nhà cũ của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không? Biết. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi cô về thì cô cảm giác của cô như thế nào? Khi mà cô về cái căn nhà này đó. Thì mình không có nhà thì bây giờ nhà nước cho mình về đây nhà ở thì mình cảm giác thì cũng... có nhà ở rồi cũng thích từ vậy. Yeah. Nhà cửa ông thì nói chung mát mẻ rồi mình cũng thích. Dạ. Yeah. Mà với căn nhà rộng như thế này có cảm giác là nó rộng so với lại những cái căn nhà khác của người dân ở đây không? Thì cũng có rộng, thì cũng có rộng hơn mấy nhà khác xung quanh đây. Dạ. Yeah. Cháu muốn hỏi là cô sẽ ở đây luôn cho đến khi mà mình có phải trả nhà cho nhà nước không? Hay là cái nhà này đã là thuộc cái chủ quyền nhà của cô rồi? Cái nhà này thì nhà nước cho mình ở, mà thì mình cứ giật ở khi nào nhà nước lấy lại thì mình trả. Chứ cũng chưa biết là cho ở luôn hay là không, cũng chưa biết được. Yeah. Nhưng mà trước đó thì cái nhà này nghe nói là lấy lại để cho Sài Gòn nó làm khu du lịch di tích đó. Yeah. Xong rồi thời gian cũng không nghe nói gì tới. Yeah. Nhưng mà khi cái chuyện đó thì họ nói bao lâu rồi? Cách đây cũng được 3-4 tháng rồi. Yeah. Thì cô ở căn nhà này thì có nghe người chòm xóm người ta kể là căn nhà này hồi trước, cô có nghe kể là hồi trước ông Thiệu có về đây ở hay là mẹ của ông Thiệu ở đây ở hay là gia đình của ông Thiệu ở đây? Trước đó cái nhà này là gia đình của ổng, cha mẹ ổng. Yeah. Rồi bắt đầu ổng làm, ổng ở Vinh, lâu lâu ổng về ổng thăm cha mẹ ổng chứ ổng không có ở đây. Vâng. Ổng về ổng thăm thôi rồi ổng đi. Dạ. Yeah. Còn nhà này thì vẫn là mẹ của ông Thiệu ở đây. Mẹ cha mẹ ông ở đây. Dạ. Yeah. Hiện nay thì cô với lại chú đó, chú tên gì ạ? Lương Văn Tâm. Lương Văn Tâm. Chú Lương Văn Tâm với cô đó thì ở nhà này thì mình sống như thế nào? Mình làm nghề gì và làm sao mà mình tiếp tục duy trì được cái căn nhà giữ gìn cho nó? Thì mình nhà nước cho mình ở thì cô cũng như là nhà này thì không nhà ổng mà nhà trống không có gì hết thì ông xã ổng thích trồng cây cảnh đồ ổng chưa trồng thì bắt đầu về ổng trồng cây cối đồ rồi ông xã thì ổng làm bên xây hồng bộ đồ ổng ổng làm cái đó ai kêu ổng gì thì ổng làm cái đó ổng trang trí vườn đồ còn mình thì đi biển bắt không làm đi bắt hào rồi. Dạ. Sinh sống vậy thôi. Nhưng mà có đủ sống không cô? Thì cũng lăn lóc qua ngày vậy. Nhưng xã cho hồi ai kêu làm còn kêu thì ổng ở nhà ổng chăm sóc cây. Còn mình làm thì kiếm tiền đi bữa 50% rồi vậy. Cũng lăn lóc qua bữa rồi. Như vậy có thể nói tóm lại là mẹ chồng của cô là hoạt động cách mạng. Và bà được nhà nước phân cung cấp cho cái căn nhà này. Dạ. Cấp nhà này cho bà già ở. Dạ. Rồi cho mẹ chồng của cô ở. Vâng. Và cuối cùng là bây giờ bà mất rồi thì cô với chú Tâm là tiếp tục ở căn nhà này. Vâng. Cô ở đây thì chòm xóm lắng giềng người ta có để ý gì mình không? Lâu lâu người ta có nhắc chuyện gì không? Mình ở mình có thoải mái không? Hay là chòm xóm lắng giềng người ta có để ý mình không? Không thì cho mình ở đây thì mấy chồng sớm đó thì ở đây thấy mẹ ở nhà này thấy cũng thoải mái. Dạ. Yeah. Nói gì chồng sớm mình nói ở nhà này thì mát mẻ rồi. Dạ. Yeah. Cô nghĩ sao khi mà
cô chú và các em hiện nay đang ở một cái căn nhà mà nơi thân sinh ra một ông tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì cô chú nghĩ sao khi mà mình đang ở trong cái căn nhà này ạ? Thì mình không có nhà thì nhà nước cho mình ở thì mình ở, chứ cũng có nghĩ gì, cũng không có biết nghĩ gì nữa. Dạ. Nhưng mà cô có thấy là mình có cái trách nhiệm là mình giữ gìn nó giống như một cái di tích lịch sử, hay là mình cứ để nó như vậy thôi, có sao ở vậy thôi? Thì mình ở nhà thì mình cũng giữ gìn, ví dụ như có hư cái gì thì mình cũng tu bổ thêm rồi, ví dụ như vậy. Dạ. Nhưng mà về cấu trúc của căn nhà thì cô có khi nào cô có được toàn quyền là quyết định là mình sẽ giữ cái cửa này lại, mình sẽ giữ cái này cái kia lại không? Hay là mình muốn làm sao thì mình làm? Mình có phải báo cho nhà nước biết không? Thì mình ví dụ như mình ở đây mình thấy cửa này thì vậy thì mình cứ giữ nguyên vậy, chứ mình không có sửa gì hết. Yeah. Mình thấy cũng đâu có gì mà sửa, ví dụ như hư cái gì thì mình sửa rồi thôi. Vâng. Cái gì mình quan trọng, ví dụ như cái gì quan trọng lắm thì mình báo, còn không thì thôi, mình thấy cũng đơn giản, không có cái gì thì mình tự mình tu sửa, ví dụ như. Vâng. Yeah. Tức là vẫn hiện nay là căn nhà này vẫn chưa, coi như là vẫn chưa xếp hạng di tích gì hết. Cho nên là cô cứ ở như thế nào là thấy ra sao thì mình cố mình giữ căn nhà thôi, đúng không ạ? Chứ còn nhà nước cũng không có hỗ trợ tiền bạc gì hết cho mình giữ. Dạ vâng. Cảm ơn cô Lê rất là nhiều đã dành cho Khu Nguyên cái cuộc phỏng vấn này. Chúc gia đình cô tiếp tục ở trong cái căn nhà này, căn nhà của một ông tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, và làm sao đó mong là cô tiếp tục giữ gìn cái căn nhà này nó nguyên vẹn. Cảm ơn cô. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.